Chào toàn thể các anh nhé. Hôm nay để máy bên em xin giới thiệu đến các anh một cái mẫu bu lông 2 trong 1 của thương hiệu Victor, hàng nội địa Trung Quốc bên em nhé. Nguyên bộ sản phẩm như thế này nhà em đang bán trên thị trường với giá là 1.100.000, giá là mềm, rất là mềm luôn đấy các anh ạ. Anh nào mà đang sử dụng hàng của Trung Quốc, hàng nhái nhá, mà các anh đã chán sử dụng bởi vì là pin của nó kém, tuổi thọ của máy thấp, thì các anh chuyển sang sử dụng cái hàng của Victor này cho em. Riêng cái thương hiệu Victor này họ sẽ bảo hành cho mình là cả máy và cả pin sẽ là 6 tháng các anh nhé. Nên là các anh yên tâm sử dụng, anh nào mà làm công trình chiến, làm nhiều thì các anh sử dụng con này cho em. Với ưu điểm của máy là đầu bu lông lỗ 2 trong 1, nghĩa là mình có thể là vừa bắn vít được và vừa xếp bu lông được trên cùng một con máy, kể cả khoan cũng được nha, cứ lắp mũi khoan chân lục giác vào đây là các anh cũng có thể là khoan được sắt, khoan tường, khoan gỗ, khoan inox thì các anh đều sử dụng được. Máy thì thuộc hàng động cơ không than, và một bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm là một thân máy và 2 củ pin châu 10 cell nhé. Các anh lưu ý là giúp em là thân cái pin này là pin 10 cell, và đi kèm thêm theo máy là sẽ có một cái sạc như thế này cho các anh nhé. Hãy cùng em đi xem là nội thất của máy nó sẽ như thế nào. Máy thì thuộc hàng động cơ không than và là đầu bu lông lỗ 2 trong 1. Máy có đèn chiếu sáng hỗ trợ cho các anh làm vào ban đêm này, điều tốc vào khò luôn này, nhanh chậm cũng rất là do tay mình nữa đấy, và có đảo chiều đầy đủ cho các anh nhé. Hiển thị ở bàn phím ở trên đây cho các anh sẽ là có đèn báo pin và chỉnh tốc độ 1-2 ở trên đây nhé. Còn đây là trong bên trong đây là nội thất của máy á. Đây là vỉ mạch của máy nhá. Còn đây là công tắc của máy này. Còn đây là rô này. Rô này thuộc hàng động cơ không than nhá. Được cuốn sợi đồng to. Rô của nó to hơn nhiều so với cái hàng Trung Quốc đang bán trên thị trường. Được cuốn đồng này rất là dày luôn. Còn đây là búa của máy các anh nhá. Co vỉ mạch của máy. Còn đây em đã bổ sẵn pin cho các anh xem này. Khoan pin ấy thì thường ấy thì chúng ta quan trọng nhất về pin, để xem thời gian sử dụng pin cho máy có lâu hay không. Thì riêng pin này là pin 2000 mAh, nghĩa là những cái dòng pin đang bán trên thị trường của nó thì chỉ có 1500 đến 1600 mAh thôi, nhưng mà riêng pin này của hàng Victor này họ làm bên 2000 mAh, nghĩa là thời lượng sử dụng pin sẽ lâu rất là nhiều nhá. Với một cối pin này các anh bắn tôn cho em một buổi tháng không hết, một cối pin này bắn buổi sáng không hết. Đây là bo vỉ mạch của máy này. Hàng Victor này họ bảo hành cho mình là pin là 6 tháng rồi, mỗi một đổi một trong vòng 6 tháng rồi, nên là mình cứ yên tâm để sử dụng cái hàng Victor này nhá. Đi kèm thêm theo máy thì sẽ có dây đeo và tặng kèm thêm một khẩu 22 như thế này. Và đây là hộp đựng của máy ạ. Em nói qua một chút về hộp đựng. Hộp đựng của hàng Victor họ làm rất là chắc chắn và dày ạ. Và thêm nữa là họ sẽ thiết kế thêm cho mình một cái ngăn ở bên ngoài như thế này. Đó, để mình có thể là để phụ kiện vào đây để khỏi tránh làm xước sát cho máy nhá. Rất là ok luôn đấy ạ. Con này thì nó tiện lợi một cái là mình có thể là vừa bắn vít được và vừa xiết bu lông được trên cùng một con máy. Với cái thông số kỹ thuật của máy là cái lực xiết của nó là 320 N các anh nhá. Và tốc độ vòng tua là 33.200 vòng trên phút các anh nhá. Và bây giờ hãy cùng em đi xem, trải nghiệm thử xem là cái dòng máy này nó khỏe đến mức độ nào các anh nhá. Bây giờ em sẽ chơi vào U7 này, sắt rất là dày các anh nhá. Em sẽ chơi vào U7 cho các anh nhá. Búa nó sinh ra búa đấy các anh nhá. Con này sổ dòng búa tự động các anh nhá. Và bây giờ em sẽ thử bu lông nhá. Cái này thì các anh tối đa khẩu 22 đổ về giúp em nhá. Quá là dễ dàng phải không ạ? Cực kỳ là tiện lợi khi mà chúng ta là vừa có thể bắn vít được và vừa xiết bu lông được trên cùng một con máy các anh nhá. Một bộ thì sẽ là một máy, 2 pin và một sạc, tặng kèm thêm theo máy là sẽ có một khẩu 22 và hộp đựng cực kỳ là đẹp mắt như thế này. Anh nào có nhu cầu thì inbox xuống rồi viết, bên em sẽ gọi điện tư vấn nhiệt tình cho các anh nhé. Cảm ơn các anh đã xem video ạ.